Chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Trí Long. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thức thiết kế một bức ảnh để chạy quảng cáo Facebook bằng PowerPoint. Thì Facebook nó có một cái quy định là những bức ảnh mà để chạy quảng cáo ấy chỉ chạy hiển thị tối ưu ấy khi mà cái số lượng chữ ở trên cái ảnh đấy không quá 20%. Thì cái việc thiết kế ảnh mà có chữ không quá 20% ấy thì nó rất đơn giản đối với những bạn mà là thiết kế chuyên nghiệp sử dụng các phần mềm như là Photoshop, AI hay là Corel. Tuy nhiên thì đại đa số các bạn mà bán hàng online, kinh doanh chạy Facebook Ads thì cái việc thiết kế cũng rất là khó khăn. Các bạn không biết về Photoshop, không biết về Corel. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thức thiết kế một bức ảnh chuẩn 20% text để chạy quảng cáo Facebook bằng PowerPoint. PowerPoint thì hầu như máy tính nào cũng có vì nó nằm sẵn trong cái bộ Office rồi, đúng không ạ? Vậy thì dùng PowerPoint chúng ta vẫn có thể thiết kế được những cái bức ảnh lung linh và theo chuẩn của Facebook để chạy quảng cáo. Thì đầu tiên là chúng ta mở PowerPoint ra, mở PowerPoint. Và chúng ta chọn cái màn hình trống. Chọn màn hình trống ạ. Bây giờ các bạn mở một cái ảnh mà mình cần thiết kế ra. Ví dụ tôi muốn mở cái ảnh, tôi mở một cái ảnh này. Thì khi các bạn đưa cái ảnh vào trong giao diện của PowerPoint thì các bạn có thể thu nhỏ phóng to nó ra. Thì quan trọng nhất là các bạn nên phóng to cái bức ảnh này ra bằng với lại cái giao diện của PowerPoint, không cố gắng là không để vượt quá. Thế bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái lưới để chúng ta có thể tính được cái 20% chữ ở trong bức ảnh. Đấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ vào Insert và chọn table. Chúng ta chọn làm 5 ô hàng dọc, 5 ô hàng ngang. Đúng không ạ? Đấy, sẽ tạo ra một cái bảng như thế này. Gồm 25 ô. Và chúng ta lại kéo làm sao cho cái ô này nó bằng với lại cái bức ảnh chúng ta cần thiết kế. Đúng không ạ? Ảnh chúng ta cần thiết kế. Các bạn thấy là có 25 ô 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Thế thì 25% của cái bức ảnh này thì nó sẽ chiếm 5 ô. Vậy thì chúng ta sẽ thiết kế các cái chữ làm sao mà nó chỉ nằm trọn vẹn trong 5 cái ô này thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn có thể chọn 5 ô hàng ngang, 5 ô hàng dọc hoặc 3 ô ở giữa, 2 ô ở cuối. Như thế nào thì tùy. Thì để cho dễ dàng hơn thì chúng ta sẽ nắm mất cái màu đi. Thì chúng ta vào cái phần Design, vào phần Setting và chọn No Fill. Đấy. Và Border thì chúng ta chọn No Border. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện lên cảnh gốc của chúng ta và có cái đường kẻ này. Nếu các bạn kích vào đây thì nó biến mất, và kích vào đây thì nó hiện ra. Đúng không ạ? Đấy. Thế vì nhiệm vụ chúng ta ở đây là chúng ta sẽ đánh chữ vào. Thì các bạn chọn Insert và các bạn có thể chọn Text Box ở đây. Chúng ta kéo đây cho đánh, ví dụ như là order hàng Trung Quốc, đúng không ạ? Đấy. Hoặc các bạn có thể chọn phần Word Art. Đấy, Word Art thì nó có những cái phông chữ mà nó nổi bật hơn, đúng không? Ví dụ như là hàng Trung Quốc, đúng không ạ? Vậy tôi xóa cái chữ ở trên đi. Đấy, thì các bạn kéo lên. Các bạn có thể thay, các bạn có thể thay phông chữ. Đây, phông chữ ở đây, đúng không ạ? Đấy, các bạn có thể thay phông chữ. Tôi thay VN Arial chẳng hạn, đúng không ạ? Tôi cho nhỏ đi, nhỏ đi. Đó. Và tôi để mà tôi có thể thay được
màu chữ. Đó, thay màu chữ là các bạn phải thay đổi rất nhiều. Đó, các bạn chọn vào đây và các bạn thay đổi màu. Ví dụ tôi chọn màu trắng chẳng hạn. Thì các bạn kích vào cái lưới này, các bạn thấy là đây nó đang nằm trong 1, 2, 3 ô. Nhưng các bạn lưu ý là cái chữ này nó chỉ thò sang đây một tí thôi cũng không được. Thế thì chúng ta lại phải co nó nhỏ lại, đúng không ạ? Chúng ta để tai này. Đấy. Và các bạn giảm phông chữ đi. Đấy, các bạn cho nó lên. Đấy. Được chưa ạ? Đấy. Đây, có thể tôi có thể thêm nữa vào, ví dụ order hàng Trung Quốc tao bao 1688 Timo, đúng không ạ? Tôi cho nó to lên. Đó. Đó. Tôi cho nó đậm đi. Tôi thay đổi. Thay đổi chữ. Đúng không ạ? Tôi cho thêm địa chỉ vào chẳng hạn. Tôi lại tôi ví dụ tôi chọn Good Ad đi. Địa chỉ ví dụ hotline chẳng hạn. 1900 636 717. Tôi cho nhỏ chữ nhỏ đi. Tôi cho nó vào hai cái ô còn lại. Còn là tôi đổi màu chữ đi. Đúng không ạ? Tôi thêm một cái dòng địa chỉ nữa chẳng hạn. Website 247.com, order nhanh 247.com chẳng hạn. Tôi cho lên đây. Cho phông chữ to lên. Tôi đổi phông chữ đi. Đổi màu xanh chẳng hạn. Online chẳng hạn. Tôi thêm một cái dòng địa chỉ nữa. A8 An Trung Hà Phòng. Cho đậm lên. Cho chữ nhà đi. Đấy, thì các bạn đã có được một cái bức ảnh mà thiết kế vừa đủ 20% chữ ở trong một bức ảnh. Thế bây giờ việc chúng ta là chúng ta xuất cái file ảnh ra như thế nào? Thì cái này cũng rất đơn giản thôi. Các bạn để nguyên như này và các bạn chụp lại ảnh màn hình. Chụp ảnh màn hình. Đấy, các bạn ấn Ctrl Print. Sau đó các bạn mở Paint ra. Xong các bạn Ctrl V paste cái ảnh vừa chụp vào đây. Đúng không ạ? Sau đó chúng ta dùng crop. Chúng ta cắt. Đấy, vừa vặn cái khung ảnh thôi. Khung ảnh các bạn cần và crop. Sau đó các bạn save as. Save file ảnh quảng cáo đi. Các bạn để là order hàng Trung Quốc. Đấy. Thế bây giờ các bạn sẽ kiểm tra xem là cái bức ảnh đấy nó có
ổn hay không, nó có đúng với quy định của Facebook không, thì chúng ta mở cái đường link này của Facebook ra để chúng ta kiểm tra văn bản bằng hình ảnh. Các bạn tải cái ảnh lên, ảnh quảng cáo đúng không, ảnh quảng cáo đây, chúng ta chọn cái bức ảnh này lên và chúng ta đợi nó tải lên. Đấy, các bạn thấy này, Facebook báo là cái bức ảnh của chúng ta này, văn bản ok, quảng cáo của các bạn chạy bình thường đúng không ạ? Đấy, thì đến đây thì các bạn đã biết cách thiết kế một bức ảnh mà đủ text 20% để dùng cho việc chạy quảng cáo rất là đơn giản bằng PowerPoint. Thì các bạn có cần thêm các cái hỏi đáp gì thêm về việc chạy Facebook Ads thì các bạn hãy liên lạc với tôi. Xin chân thành cảm ơn.